lúc mà chưa lắp á, trước là chưa lắp này nhá, là tiền điện là triệu hai giờ còn 300 300 là hàng tháng mình trả cho nhà nước, nhà nước trả cho mình nhá. Thì không có, mình cũng như giờ mình hàng tháng mình trả cho nhà nước là 300 mà cũng như là thay vì hồi đó trả 1.2 triệu mà giờ trả có 300 thôi. Ngày mà anh em chúng tôi lắp cái hệ thống này cho anh Tuấn thì ở đây thì chưa có cái khu vực câu lạc bộ này nhá, chưa có khu vực câu lạc bộ hát cho nhau nghe này. Đấy, thì cái này thì sinh hoạt vào thứ 4, thứ 6 chủ nhật thôi. Thì ngày đó là tiền điện mỗi tháng ngày lắp là tiền điện là bao nhiêu ta, một tháng tiền điện là bao nhiêu được không? Lúc mà chưa lắp á, trước là chưa lắp này nhá, là tiền điện là triệu hai giờ còn 300 là hàng tháng mình trả cho nhà nước trả cho mình nhá. Thì không có, mình cũng như giờ mình hàng tháng mình trả cho nhà nước là 300 mà cũng như là thay vì hồi đó trả 1.2 triệu mà giờ trả có 300 thôi, nghĩa là giảm được 600, nhưng mà bây giờ buổi 900, tối 900 nha, buổi tối thì xài nữa. Ngày đó là cái chỗ này chưa có này, chưa có cái câu lạc bộ này, chưa giờ xài ban đêm nhiều hơn. Hồi đó nó gắn là mới làm có tới đó, chưa có làm tiền chế, chưa làm ngoài đó mình gắn trước, rồi giờ nó cũng như là làm câu lạc bộ thì ban ngày thì nói chung là nó có giảm, tại vì mình lắp vô đó là giảm được có 800-900 ngàn tiền điện đó. Bộ này là 12 tấm 380W gì hả? Này thì nay đi kiểm tra cái hệ thống này, bây giờ cái năng lượng đang xuống này đó, 1000W, cái điện nó rất mạnh. Nói chung ở đây mà cái dàn pin này thì một ngày 12 tấm 380W nhỉ, 10 tấm là 3.8 rồi, cộng với 700W nữa là 4.5 nhỉ, 49 mấy gì đó, 4.5, 4.6 à. Thì một ngày cũng được 4 nhân 4 là khoảng gần 20, có được gần 20 số điện đấy nhỉ, 18 đến 20 số. Đó. Đúng rồi. Sau 3.5 năm thì anh thấy hiệu quả hệ thống như nào? Nó có hiệu quả không? Tôi thấy là ok rồi đó. Một năm là tính ra là thu được bao nhiêu tiền? Một tháng là giảm 900 à? Năm là thì cái đó mình nhân lên chứ giờ tối mình một năm được khoảng 10.5 triệu hả? Làm nhân lên là biết rồi, nhưng mà tiền tháng là nhiêu đó đó, nên là mới cứ nhân lên năm. Hôm nay thì tôi về tôi kiểm tra và bảo trì cái hệ thống điện mặt trời cho anh Tuấn, đấy là khách hàng đầu tiên của KMD Solar tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cái dàn pin này là gồm 12 tấm pin 380W này, anh chàng này thương hiệu là Canadian này. Canadian Solar. Dàn pin này tuổi thọ là 3.5 năm rồi anh em nhé. Từ tháng 5 năm 2020 là anh có bán điện cho nhà nước. Ngày đó thì có tin nhà nước mua điện, nghĩa là anh bán điện liền, đăng ký để lắp đặt hệ thống điện mặt trời này liền. Thì cái khung già này là bên anh Tuấn tự thi công, là các cái cây sắt là nó vẫn còn rất là mới. Đây, các cái mối hàn thì có bị rỉ một chút, sơn rồi nhưng vẫn bị rỉ là bình thường anh em nhé. Nói chung ở đây thì xuất vào hơn 3.5 năm này thì hệ thống hoạt động rất là ổn định. Anh chị em xem cái hệ thống này thì ở đây nó hơi bụi, thì nếu mà anh chị em mà có thời gian thì có thể là những cái khu vực như đây thì khoảng 6 tháng là chúng ta sẽ vệ sinh cái dàn pin một lần. Đây thì nhiều người ta muốn lắp cái hệ thống điện mặt trời nhưng mà người ta thấy nó chưa có hiệu quả, thì sau 3.5 năm chú thấy như nào, anh thấy là cái hệ thống nó như nào? Thì ngày đấy ngay cái lúc trước là chưa có cái này là lắp đúng, đó là 60 triệu đấy. Đó đúng là đúng luôn, đó là 60 triệu mà là gần 5 ký đó. Cái này là 4.65W, 4.9 mấy á, 12 tấm pin 380W đấy, cứ anh em cứ nhân lên rồi. Đó là 60 triệu mà mỗi một tháng là bây giờ tính cái giá trung bình luôn
cái hầm cao thấp là chín trăm ở nhà xài 900 là khỏi cho đóng gì, còn hỏi ai xài hơn phải đóng thêm rồi, xài hơn thì phải lắp nhiều phải đóng thêm, còn nếu mình xài ít thì dư. Vậy thì nếu mà theo anh thì gia đình nào cơ khoảng bao nhiêu tiền điện thì nên lắp bây giờ nếu như mà mình không bán điện được cho nhà nước? Nếu không bán điện được thì thay vì như giờ nè, cái này là lắp cỡ 3 kW hả? 3-4 kW được, ít mà, chứ nếu mà dư quá rồi cũng đâu được. 3 kW dư, 4 kW là dư quá không? Tại vì thì mà nhưng mà thì cái lúc đó chừng nào mình lắp rồi mình sẽ tính thôi, tính là cũng như giờ 3 là nó vừa với cái nhà mình xài là nó vừa đủ để mình xài, dư quá thì tự vì bây giờ đâu còn bán được thì nó dư quá thì nó không được. Cho nên mình phải tính lại. Nhưng mà nếu như dàn của anh là 4,60 kW này là một tháng là 1,2 triệu đúng không? Ngày trước là 1,2 triệu tiền điện. Là còn bây giờ trả cho nhà nước tháng 300. Vậy thì nếu bây giờ không bán được điện thì cái hệ thống này theo anh thì gia đình tiền điện khoảng bao nhiêu thì nên lắp cái hệ thống này? Nếu mà nhà học bán được thì mình lắp ít lại, lắp 3,000. Lắp 3 kW. 3 kg. Mà tự nó 3,000 là 3 kg. Điện khoảng 1,5 triệu lắp 3 kg. 3 kg là mình xài là xài ban ngày. Ban ngày khỏi tốn tiền điện. Và cho nên giờ ý vậy đó là ý tôi đang dự định nếu mà có tiền là tôi lắp thêm cái dàn là không bán được 3 kg là để xài ban ngày ở nhà, còn nguyên cái dàn điện này á là mình để cho để nó ra bán nhà nước hết. Đúng rồi. Là coi như một tháng là 1,2 triệu là bán. Còn cái mình lắp cái dàn 3 kg là để xài. Ý ngày. Là dự định là muốn vậy đó, nhưng mà giờ cũng như khả năng hoặc là giờ chưa có, nhưng mà hả có là làm thì tương lai là dự định lắp để nó giảm gần như là không phải trả tiền điện nữa, cho nên mình nắm được mình mới biết, còn bây giờ chứ nếu ai chưa xài giờ không biết chạy nhiêu rồi không biết nắm được nhiêu vô tiền nhiêu ra tiền nhiêu rồi đâu biết, còn này tôi xài được chính xác luôn hàng ngày hàng tháng rồi sao là nắm được luôn. Hàng tháng là rơi vào khoảng là được một tháng 900.000 như vậy một năm là khoảng 10,8 triệu đấy, 10,5 triệu gì đó đó mà. Thì nó khoảng vậy chứ giờ nói sao chính xác. 5 năm mấy, 6 năm là thấy ngày trước chi phí nó còn cao. Bây giờ thì nó rẻ hơn rồi. Chủ yếu phải xài bên ngày nhiều nó mới có lợi, kể cả mình bán điện cho nhà nước mình cũng phải xài nhiều bên ngày. Còn không bán được không được bao nhiêu đâu. Không bán mình xài không ráp nhiều được, đâu có nhiều đâu, giờ không bán này ráp nhiều dư ra ngoài. Với lại bên ngày mà xài ít thì hoặc là tiền điện nó thấp quá thì cái bậc lũy tiến là cái giá điện nó còn rẻ. Với lại ban ngày mà dùng thì cái số điện mình giảm được nhiều hơn. Đó là 3.000 đồng một số lận. Nếu bán cho nhà nước thì họ mua chỉ có 2.000 thôi nhỉ. Ngày trước là mua nhiều ta? 2.000 một số hả? 1.900 mấy hay gần 2.000? 2.000. Còn giờ thì đâu có không biết nữa, mà có bán rồi được. Không? Giờ nhà nước không mua nữa. Đây là vợ của ông Tuấn này, đây là anh Tuấn đó. Ở đây là đâu ra chỗ nào Tiền Giang? Tân Tây, Châu Thành, Tiền Giang, xã Tân Lý Tây, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Anh em chúng tôi thì đi khắp miền Nam đấy, lắp đặt toàn khu vực miền Nam đó. Hôm nay quay trở lại kiểm tra hệ thống là bảo trì bảo dưỡng hệ thống cho bên gia đình anh Tuấn. Thì phỏng vấn anh thì cho xem biết là cái hiệu quả hệ thống 3,5 năm là cũng là gần hết cần lấy vốn rồi đấy. 5 năm mà cứ 5,5 năm, giờ này cứ 5,5 năm, 5,5 năm. Thì cái này tính ra biết đó thì đó vậy đó, tính biết nhưng mà cái dạng lại phải lấy từ từ. Không thì thay vì mình gửi 60 triệu mà gửi ngân hàng thì nhiêu được đâu có bao nhiêu đâu, một tháng được có mấy trăm nghìn à. 60 triệu bây giờ gửi ngân hàng được bao nhiêu thôi? Thì hy vọng là cũng như là khi mà lấy vốn rồi là bắt đầu còn hoạt động được tốt giống như vậy nữa là ok. Cứ như vậy mình tính nếu bỏ mình lấy từ á mà đủ vốn rồi á mà còn hoạt động được thì ngon rồi. Cái tấm pin này tuổi thọ trên 20 năm mà. Thì đó thì đồng ý là có bảo hành có này kia là vậy, nhưng mà mình cũng hy vọng là đúng như bảo hành thì ok vậy. Hết bảo hành thì đi sửa thôi, biến tần mà hư thì sửa mất phí thôi. Thì tuổi thọ trên 10 năm. Ví dụ như bây giờ tính về kinh tế 60 triệu mà để mà bỏ vô ngân hàng
là một năm là được có 3 triệu hả? 3 triệu tiền lãi phải không? Mà cái này là lần được 10 triệu mấy lần là cũng như là lợi của nó là gấp 3 gần gửi ngân hàng lại nhỉ? Khoảng 2,5 đến 3 lần tùy giai đoạn lãi suất, giai đoạn lãi suất nó cao nhỉ? Nói chung là tiền điện hàng tháng thì mình cứ dùng vậy thôi, mình mỗi tháng một chút, mỗi tháng một chút, nhưng mà 5 năm 10 năm nhiều cả trăm triệu tiền điện.